Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm trồng rau bắp cải trên sân thượng của mình cho các bạn cùng xem và tham khảo. Cái bắp cải một loại cây rất là dễ trồng thôi, chứ không khó như các bạn nghĩ. Cái bắp cải chỉ cần đủ nắng, đủ nước, đủ đất và đủ thời gian thì cái bắp cải sẽ cuộn rất là to, ăn rất là ngon. Sau đây là video clip hướng dẫn chi tiết trồng cái bắp cải trên sân thượng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Phần đầu tiên là phần đối với cây giống. Cây giống thì các bạn chú ý rằng khi các bạn gieo hoặc là các bạn mua cây giống từ ngoài chợ về, thì các bạn nên cấy lại ra một cái cốc ươm con như thế này để cây nó hồi lại, và mình sẽ chọn những cây đẹp để cấy, chứ không chọn những cây yếu hoặc là những cây không khèo, dễ chết. Và cái chú ý khi chọn cây con là các bạn phải chọn những cây bắp cải lá non nó tròn và đều như thế này. Như cái chỗ này của mình đây là bị sâu ăn đó, chưa đừng chọn những cái lá méo, lá nào nó cũng phải tròn chứ đừng chọn lá méo về sau là cây bắp cải sẽ, một là sẽ cuộn rất là kém, hai là có thể là xòe mãi không cuộn. Đấy là đối với chú ý trong khâu chọn cây con. Như bây giờ cây bắp cải này của mình đã mình mua ngoài chợ, mua giống ngoài chợ về, mình ươm ra cốc con này, cây đã hồi cứng rất là khỏe rồi. Thì bây giờ mình tiến hành cấy ra chậu. Trồng cây bắp cải ở đây các bạn có thể thấy mình trồng toàn thùng 20 lít cả đây. Các bạn nhiều khi các bạn trồng thùng nhỏ quá là cây bắp cải nó phát triển nó không đủ chất để phát triển. Như ở đây mình thùng bé nhất là mình trồng thùng 15 lít đây, chậu 15 lít đây, và cái thùng nhỏ nhỏ đây mình tận dụng đây. Đó. Đấy, bắp cải của mình mới Tết xong mình bỏ bê quá là bị sâu ăn rất là nhiều. Đấy, các bạn trồng bắp cải thì các bạn chú ý nên trồng thùng từ 15 lít trở lên thì mới đủ thời gian cho cây bắp cải phát triển, đủ đất, đủ phân. Chứ trồng bé quá thì cây nó không phát triển được đâu. Các bạn chú ý như vậy. Còn về phần đất trồng bắp cải này thì mình trộn đất trồng cho rau ăn lá như bình thường thôi. Thì mời các bạn tham khảo thêm bài trộn đất trồng rau ăn lá cho người mới bắt đầu trên trồng rau trên sân thượng. Thì mời các bạn tham khảo bài ý. Thì mình trộn đất trồng bắp cải ở đây thì mình trộn y như thế thôi, chứ không có gì cả. Và tiếp theo, như cây bắp cải này, cây đã ngon lành rồi thì mình tiến hành mình trồng vào cái thùng sơn đất này. Đầu tiên ta rút cái chậu đen này ra, cốc nhựa đen ươm này ra, đào hố, đặt cây bắp cải xuống. Đó. Đặt chính giữa thì càng đẹp. Và vun gốc vào. Đấy, các bạn có thể thấy rất là ngon và ổn định. Cây bắp cải đã bén chân khi mình ươm ra rồi, và trồng vào đây nó chỉ việc là phát triển thôi, chứ không phải quặt quẹo ngoặt ngoẹo gì nữa. Còn về phần bón phân cho cây bắp cải qua từng thời kỳ thì ở đây mình dùng hỗn hợp phân gồm có như đây là phân chuồng hay mục, đây là đất này, đất cũ này, cho chấu hun này, và ở đây mình các bạn có thể thấy cái màu nâu nâu đỏ đỏ này là mình dùng một chút NPK để bón cho cây bắp cải đủ chất dinh dưỡng và vi lượng. Nếu mà các bạn có thể không có NPK thì các bạn có thể là bón đạm cũng được, rất là ok. Nhưng mà một chút nữa mình sẽ giải thích tại vì sao mình bón NPK và cách ly như thế nào để cho an toàn. Hoặc là nếu mà các bạn có thể bón không có, các bạn không muốn trộn cái hỗn hợp này thì các bạn có thể bón ở đây. Mình có một chút phân gà viên. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy rõ. Phân gà viên này thì hàm lượng đạm
rất là cao. Bởi vì cây bắp cải thì cần rất là nhiều đạm để phát triển lá và vào cuộn. Thì các bạn có thể bón phân gà viên này cũng rất là ok, nhưng mà phân gà viên nén này là hàm lượng đạm nó rất là cao. Thì các bạn chú ý là ví dụ bón mỗi lần bón ta chỉ bón một chút thôi, đừng bón nhiều cây sẽ chết sót đấy. Và tiếp theo, mình xin chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bắp cải qua từng thời kỳ. Ví dụ như cây bắp cải con này thì mình vừa mới trồng đây, thì mình không bón gì cả. Cây con nó chỉ cần dưỡng chất vừa đủ thôi, chứ không cần quá nhiều nên không cần bón. Như cây bắp cải này, cây bắp cải đang phát triển này, và có thể là đang chuẩn bị vào cuộn, như mình hay gọi, dân gian hay gọi là cây thời kỳ con gái đấy. Cây thời kỳ đang phát triển, sẽ bón một lần. Và cây đây, như các bạn có thể thấy, cây này là đang vào cuộn rồi, đang có cuộn cuộn bé bé xinh xinh đây rồi đấy. Là cũng bón một lần nữa, giống như cây này cũng vào cuộn đây rồi đó, các bạn có thể thấy. Và như cây bắp cải đang phát triển này, chúng ta bón hỗn hợp phân mình vừa chia sẻ xong, như đây hỗn hợp phân mình vừa mới trộn đều lên xong. Hoặc là các bạn có thể bón phân gà đấy, phân gà viên cô đặc này, đây loại này rất là nhiều đạm. Ví dụ như đối với cây này, cây bắp cải đang trong thời kỳ con gái, thì chúng ta nên bón hai xẻng này. Đó, các bạn có thể nhìn rõ hai xẻng này, chúng ta vun vào gốc. Tại vì sao mình bón hai xẻng này? Tại vì là mình có như hỗn hợp phân gồm cả phân hữu cơ và phân vô cơ, mình có trộn thêm phân NPK, thì mình chỉ bón hai xẻng thôi. Thì vì bón nhiều quá cây nó sẽ chết sót, nó sẽ cháy mép lá. Đây ví dụ như là cây này, các bạn có thể xem cây này của mình, nó đang bị hiện tượng cháy mép lá. Là hôm trước mình bón đấy, hôm trước mình bón xong là mình bị dính mưa, thế là nó trôi phân xuống nhiều quá, thế là nó bị cháy mép lá. Đây hiện tượng cháy mép lá này, các bạn có thể nhìn rõ. Và đấy là bón cho cây trong thời kỳ phát triển. Còn bón cho cây trong thời kỳ vào cuộn, bón cho cây bắp cải trong thời kỳ vào cuộn thì các bạn cũng bón như thế thôi. Và các bạn bón cho khoảng 3 xẻng. Ví dụ các bạn bón 3 xẻng này, các bạn giải quanh cái mặt thùng là ok. Hoặc là các bạn bón một vốc nhỏ phân gà viên cô đặc này. Cái loại phân gà viên cô đặc này thì nó rất là nhiều đạm. Đây, như mình bón một gốc này, mình bón một gốc đây, mình dắt quanh gốc đó. Cái này lá hơi lè xòe nên mình không quay cận cảnh cho các bạn xem được, và như thế thôi. Và như khi mà bón bắt đầu vào cuộn này, ví dụ như các bạn cái bắp cải vào cuộn nhá, thì các bạn bón ví dụ như là một là bón cái hỗn hợp phân mình trộn như lúc nãy mình hướng dẫn đấy, hai là bón phân gà viên cô đặc này, thì ví dụ phân gà viên cô đặc này thì cứ các bạn cứ khoảng 10-15 ngày các bạn lại cho một nắm nhỏ vào đấy, thì cho cây nó có phân nó ăn. Thì như phân gà viên cô đặc này thì mình mua thì thấy họ ghi là hoàn toàn hữu cơ, nhưng mà mình cũng chả biết thế nào. Để mình cứ cách ly trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày trước khi thu hoạch thì mình ngưng bón tất cả các loại phân. Ví dụ như là như phân chuồng hoai mục mình tự ủ chẳng hạn, thì mình biết nó là hoàn toàn là hữu cơ thì mình bón thoải mái. Còn đâu mà ví dụ như phân mình mua, các bạn mua ngoài cửa hàng về, thì tốt nhất là các bạn dừng bón trước khi thu hoạch 10 đến 15 ngày. Ví dụ như cái hỗn hợp phân này mình có trộn thêm NPK thì nó có đầy đủ các loại dinh dưỡng,
hoặc là các bạn như ở nhà các bạn rắc đạm được, thì chỉ các bạn nên nhớ là chỉ rắc đạm trong những thời kỳ cây hoặc là bón NPK, cái phân hỗn hợp của mình nó có NPK hoặc là có đạm, các bạn bón là chỉ bón cho cây trong thời kỳ phát triển và cây trong thời kỳ bắt đầu vào cuộn đó. Tại vì từ khi vào cuộn nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đến khi chúng ta ăn được là nó cỡ vào tầm khoảng 20 ngày đến 1 tháng, thì chúng ta chỉ bón đúng một lần vào cuộn này thôi, chứ chúng ta không bón nữa. Thì sau cái thời kỳ bón này thì chúng ta chỉ cần cấp đủ nước cho nó là cây nó tự nó lớn thôi. Tại vì mình có các bón, mà một là đạm, hai là NPK, nên mình chỉ bón như thế thôi chứ mình không bón nhiều. Và như phân gà hay mục thì mình vừa nói đấy, thì các bạn cứ 10-15 ngày các bạn cho nó một chú mà nó có thức ăn. Tại vì gì thì nó cũng ít chất hơn cái hỗn hợp phân mình bón cho nó. Các bạn chú ý cái phần khâu bón phân cho cái bắp cải là như thế. Và như ở đây các bạn có thể thấy bắp cải của mình đây. Đấy, toàn bắp cải bắt đầu vào cuộn cả. Mình chỉ bón cái hỗn hợp phân mình trộn phân chuồng hay mục với cả đất với cả cho chấu hun và một chút NPK là như đây. Các bạn có thể thấy cái bắp cải của mình toàn một loạt đang chuẩn bị vào cuộn hết. Nên mình chỉ bón lần này là lần cuối cùng để cây bón thúc cho cây vào cuộn, chứ mình không bón lần nào nữa. Đấy, mình bón lần này xong là mình cứ tưới nước là chờ ăn dần thôi. Đấy, như đây các bạn có thể thấy cây đang cuộn rất là đẹp đây. Mình chỉ bón lần này là bón thúc lần cuối cùng, vun phân vun đất lần cuối cùng đối với cái hỗn hợp mà phân mình trộn, chứ mình không bón nhiều lần. Tại vì khi mà cuộn này vào rồi là mình bón thúc như thế là bắt đầu vào cuộn xong là mình đến khoảng 15-20 ngày sau là mình bắt đầu ăn được, chứ mình không bón nữa. Đấy, như cây bắt đầu vào cuộn này, mình bón thúc lần cuối cùng và tưới nước chỉ chờ ngày được ăn thôi, chứ không bón một lần nào nữa. Tại vì mình nói hơi nhiều về cái vấn đề bón phân này, tại vì là mình có trộn thêm đạm hoặc là NPK, thì trộn thêm hai cái loại phân ý là phân vô cơ hay còn gọi là phân hóa học ấy, thì mình lên cách ly từ 15 đến 20 ngày. Thì vào cái bắp cải này vào tầm vào cuộn như thế này rồi thì mình bón cái phân ý xong là mình cách ly từ 15 đến 20 ngày là mình chén được, chứ mình không bón nhiều nữa. Và như vậy mình đã nói xong cách chăm sóc bắp cải qua từng thời kỳ cây con, thời kỳ cây phát triển và thời kỳ cây vào cuộn. Đó, có đoạn nào các bạn không hiểu thì mời các bạn để lại lời nhắn ở dưới video hoặc nhắn tin thẳng qua Facebook cho mình. Mình sẽ trả lời đầy đủ và chi tiết hơn, dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.